Chào bà Duy Dạ, chúng bà khỏe. Hôm nay á, bà chưa có biết hôm nay con ngồi gần ai không? Chào bà còn chưa không biết đâu. Đây là Úc Tài. Úc hôm mới lên nhà con chơi vô hôm hồi buổi á. Hôm nay Úc hơi giảm được 10 ký gì đó. Hôm bà chú thấy cái vé con hơi đẹp không nè, nhìn nè. Úc hôm đến đây nè, đó. Chuẩn bị giảm 5 ký gì đó ra chưa? Rồi hôm nay con sẽ Úc, nếu như Úc hơi giảm thành công là Úc hơi sẽ đẹp nè, Úc hơi dễ thương không? Đó, thì giờ con sẽ mua quà lại cho Úc thôi. Quà gì? Có quà gì lấy quà đó, mua quà đó nha. Đi Úc nè, giờ con sẽ đi mua nha nè. Hôm nay chứ thấy có Úc hơi có đẹp không? Mai mốt á Úc hơi lấy chồng lão hơi đẹp lắm á. Thôi Úc không lấy chồng đâu, Úc ở vậy nuôi con mà. Vậy nói hả? Với con mà thôi, Úc không phải lấy chồng chứ. Úc lấy chồng ai chơi con? Vậy thôi. Vậy Út không muốn lấy chồng thì Út hơi lấy rồi không muốn thì chơi. Út không lấy chồng mà mốt con nuôi Út nha. Dạ. Vậy hiểu không? Hiểu. Con hứa không? Con nuôi Út nha. Dạ. Út muốn gì? Út không biết nữa. Con dẫn đi đâu đi đến đó ha? Đi siêu thị không? Siêu thị hả? Cũng được rồi. Tự nhiên dẫn con chơi đi siêu thị vậy? Siêu thị xong rồi ghé mua cho anh Hai Bi một ly xin tố dao và làm thì xin tố bơ. Tại mình đi mua siêu để mình đi siêu thị á, đi siêu thị á xong rồi để có gì Út hơi đem về nhà. Còn 2 ký tính tiền ký luôn chị ơi. Chốt hơi về nhà. Dạ chốt hơi đem về nhà đấy. Út hơi nấu đồ ăn. Dạ. Con sẽ chọn bánh kem. Út muốn mua gì bỏ ra rổ cũng được. Con tặng Út gì Út lấy đó. Ok mà nhớ nha, nghe nặng lắm á. Tạ. Con rất chưa sức. Con mua bánh kẹo gì cho Út? Út ăn Út mập sao? Thì bánh chiếc kẹo tốt mà. Tốt lắm luôn đó. Ăn đó Út lên 10 ký. Không có. Vậy Út nên ăn gì để giảm mà. Bánh này tốt mẹ trứng bơ nhiều nè. Đi trứng bơ. Rồi, mua vậy được rồi. Vậy thôi hả? Bánh dừa. Về cho nội luôn hả? Hả? Dạ. Vậy được chưa? Thương bà nội. Diễn tóc lên coi. Mua trứng cho bà nội nấu gì? Bể. Ờ, trứng có mà, mua sách tay, đâu đó, uống về được. Trứng xa bể coi. Ủa gì hả? Ừ. Bể hả? Nó bể thì vậy mình mua nhiêu đây đủ rồi. Mua cà phê cho ông nội đi. Thôi, ông nội đâu biết uống cà phê đâu. Rồi, một bánh lăng ngọc. Một bánh lăng ngọc. Bánh lăng đâu? Có ai vậy? Úp ơi, mua bánh lăng ngọc. Chờ mua gì ăn đó. Hai hũ vậy rồi. Xem vậy được chưa Úp? Thôi được rồi con. Nhiều đó nhiều rồi. Vậy được rồi. Con cho Út ly nước ép gì không? Ly nước ép hả? Nước ép cũng được. Nước ép à? Con uống gì? Con uống gì hả? Con uống chung con dễ làm. Thôi con không uống gì hết. Không muốn hả? Thử uống ai uống đẹp da. Con mua cái gì ạ? Con mua bánh lăng với bánh. Ở bánh lăng này thì sẽ có nhiệt chứng. Mua cái gì cho bà nội ăn? Ủa nhà nội có mấy người? Có ông nội với bà nội nhà. Dạ, yeah, ủa, vậy em muốn thuê ba người hả? Ừ.
ốc về nha. Thôi mai mốt được về đi. Mai mốt lần nào? Là thứ 10 á. Thứ 10. Em 10 ngày nữa em về đó. Dạ. Thì 10 ngày chưa? 10 ngày nữa rồi con có tiền nuôi Út không? Cũng được. Hả? Con có tiền nuôi Út ăn bánh lăng không? Con gửi ra cho Út ăn. Thôi hồi về nhà. Con có tiền nuôi Út không? Giờ ăn đi. Giờ ăn đây. Thôi. Ha. Con ăn không? Thôi. Con có tiền không? Sợ. Con có tiền không? Giấu đâu à? Ăn không? Thôi. Về nhà ăn. Thôi mình còn uống nước nữa mà. Nẹt. Tại này tự nhiên ăn trong miệng ra. Ăn không? Thôi xíu à. Ăn đi. Để dành cho bà ngoại, bà nội đi. Vậy Út ơi, ăn trên đây rồi thì nhà nở Út ơi không ăn nữa hả? Ừ, ăn rồi hết, lấy gì bà nội ăn? Không, nếu như thịt à, nếu như Út ơi với con ăn hai hũ này, còn hai hũ kia thì cho bà nội với ông nội. Vậy con ăn không? Ăn. Ăn không? Ăn gỡ. Út ăn không? Thì con ăn với Út thì gỡ. Con biết gỡ rồi. Biết không mà. Nội không? Nội. Dữ, không có muỗng sao ăn? Trời ơi, ăn bằng miệng luôn. Thế được. Được. Con là chuyên gia ăn bằng miệng. Chuyên gia luôn hả? Chuyên gia ăn không nha hả? Có muỗng không? Nè, nhìn con nè. Có chừng văng vô mình một cái. Đi về tắm, có chừng văng đất. Có gì vậy? À. Có cái bịch, có cái muỗng luôn. Nó vậy mà nói không có. Mình đi, em muốn gỡ muỗng cho. À, để anh tự làm cho. Làm cho ha. Món bánh lăng. Ngon quá. Ngon lắm nha mọi người ơi. Con... để con tự làm cho. Con với Út ăn bịch hả? Mua kìa bà sữa. Là thở về luôn nha. Ở đây luôn. Xem con đi. Nè, con cầm đi. À, hiểu rồi, hiểu cái xé rồi. Út cắn luôn đi, lụm lên, lụm lên. Cô Út nè. Con ăn đi. Út với con ăn hộp thôi. Thôi. Ăn hai hộp luôn hả? Đây, bỏ đây. Con ra thử nhận cái đó ăn, cái đó là bịch thuốc phẩm hay gì vậy? Caramel. Ăn luôn. Cái này là caramel. Út xé ra nha. Ừ, Út xé ra đổ cho con với Út ăn bận hai bịch luôn. Ừ. Đổ cho ăn trước đi. Con mở cái nắp ra đi. Để con mở này ra. Nè. Ngon lắm nha. Con gót cái này vô đi. Thiệt hả? Ngon lắm hả? Nước đường á. Caramel. Thiệt lệ quá ha. Thiệt lệ quá. Món caramel này ngon quá. Mình đang ăn xong cái tờ mưa cái mình chạy. Gỡm con đi. Út ơi, lấy bịch kia. Út, Út. Nè nè. Út làm luôn. Nè nè. Được rồi, ngọt lắm rồi đó. Coi chừng đổ. Đánh gì? Có cà phê. Con tay vô đây một cái ha. Họ cái tay con không có cái chỗ để chùi. Nè. Ôi con cảm ơn. Rồi Út gửi ra bịch của Út rồi chiếc lên đi. Ngon. Rồi nó hơi đắng tí. Nó có cà phê á. Ủa thiệt không? Nó vừa đường vừa cà phê. Cũng ngon lắm á. Út ăn đi. Ngon sữa nha. Ngon không? Ngon. Đắng đắng. Ngon mà. Thì ngon.
mơ luôn rồi đó. Cũng hay luôn. Sao không ăn, vừa ăn, ăn có mưa cũng chật. Ăn với mưa mới ngon. Ăn với mưa ngon hả? Trời ơi. Trời ơi rắn. Thôi mới ăn ăn nữa. Ăn lẹ. Đắng mà ngon ha. Đắng quá. Mềm đi em, mềm tan. Đất bè đang đung rơi và ngon. Ngon mà đập cá lên. Ông đắng nhả. Trời ơi đắng. Trời ơi đắng hay mù. Mưa rồi trời ơi, chắc mình mua nước không kẹt quá trời ơi. Không kẹt, không ra đâu. Cái này còn nước. Thấy nó nặng lắm rồi. Nặng hạt lắm rồi. Ăn lẹ. Mình ngồi mình ăn tới lắm rồi mình đi về. Xin tố bơi nha cô. Gì nữa không? Gì nữa không?
Thôi cho một ly sinh tố dâu với một ly sinh tố bơ. Hai tố bơ nè, thêm ly dâu nha. Dạ. Dạ tại em con cũng muốn bơi á, đem về cho em con uống. Ơi. Lỡ không sao đâu. Dạ cứu cô nè. Dạ xin lỗi. Chào bà chú. Đừng phát trực.